Chào các bác nhé, chào các bác đã quay trở lại kênh của em. Thì cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video. Thì hôm nay em có cái biến tần nó về rồi, thì em đang cho nó chạy cái quạt này. Thì hôm qua là em đấu bằng cái tụ chạy, đấy, tụ chạy ấy. Thì cái tụ này nó chạy ấy, cái công suất thì nó chỉ lên đến 260W thôi bác nhá. Lưu ý cho em là 260W, là giống như ở trên cái tem của nó đây, thông số nó có ghi. Đấy. Đây, đó, thông số nó có ghi nhá, là các bác nhìn kỹ nhá, 244 đến 260W. Đấy, và tiếp theo là 356 đến 367W thì em chạy điện 3 pha là nó sẽ lên đúng cái ampe và dòng điện như vậy, là hết công suất của nó, tối đa của nó. Đấy. Còn đấu tụ thì nó sẽ chạy công suất nó sẽ chỉ được 200 mấy chục watt đó thôi. Đấy, nên các bác lưu ý nhá. Rồi, tiếp theo. Thì các bác biết nhá, cái cục biến tần này ấy, thì khi mà đấu vào cái motor 3 pha này thì nó lợi hơn rất là nhiều, lợi về rất là nhiều mặt. Đấy, thì motor 3 pha của nó thì tất nhiên sức mạnh của nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với sớm ấy mình dùng motor 1 pha cái dòng như thế này chẳng hạn. Đấy, thì đây là cái một cái biến tần để em chạy cho cái này. Thì biến tần này nó giá khoảng 800 ngàn đấy, để chạy cho cái con quạt này. Đấy, thì cái con quạt này ấy, sẽ xài qua biến tần ấy, thì nó sẽ lợi rất là nhiều. Thứ nhất là tốc độ mình có thể điều chỉnh được tốc độ, và thứ hai là nó an toàn hơn, tiết kiệm hơn, chẳng hạn như lệch pha cái là nó có thể ngắt motor chạy ngay. Đấy, mấy thứ hai ấy, khi mà mình bật quạt chạy ấy, nó sẽ đề ba khởi động mềm, cái thứ nhất. Và thứ hai khi mà nó tắt quạt ấy, là nó tắt, nó thắng quạt lại. Đấy, nó sẽ thắng quạt lại, bắt đầu là dừng nó nhả ra. Đấy, chứ không phải như giống như là cái tụ tụ là ngắt cái là nó sẽ chạy bao giờ hết quán tính của nó thì nó sẽ dừng cánh lại, nhưng mà riêng ba pha là như khác nhé, tắt phát là nó sẽ tắt lại và nó hãm phanh, nó dừng lại ngay. Quay khi khởi động của nó sẽ khởi động mềm. Đấy, bác dùng ba pha đã biết rồi, khởi động mềm. Đấy, và tần số của điện ba pha mới cả, nói chung là sử dụng cái cục biến tần này cho cái quạt này thì nó cực kỳ là chất lượng luôn, thì em sẽ thử các bác luôn. Thì đấu tụ thì đây thì cái tụ đây rồi, hôm qua em đấu thì chạy tụ và bác đã thực thử chạy tụ rồi. Hôm nay sẽ được xem là nó chạy bằng biến tần nhá. Thì cái đặc biệt cái này có thể xét được vòng tua nhá, cao thấp. Đấy, rất là hay. Đấy, em sẽ xét bước dòng tua thì mình có thể. Đấy, và nó cũng có thể tự lưu được bác nhá. Đấy, thì nói chung là đây. Nó sẽ tự chỉnh được nhé. Thì ampe 0.96 ampe thì mình có thể tăng lên. Đấy, tăng lên thì từng nay thì mình nhân với cái số vôn của cái quạt này thì nó sẽ ra cái công suất thực của nó đang chạy nhé, thì nó chạy vào khoảng hơn 200W. Thổi này, bác thấy không, gió thổi này. Bác nhìn thấy cái tấm ở ngoài kia không, ngoài xa kìa đó, từ đây ra đó khoảng 6 mét nhé, gần 6 mét, 5 mét, chính xác là 5 mét luôn, ra cái tờ giấy trắng trắng đó là 5 mét. Đấy, mà cái motor nó chạy này các bác thấy không. Đấy, đây là hút vào nhá. Đấy, hút vào. Khi mà nắp cái này thì em đảm bảo các bác là sẽ phê hơn nhiều so với đấu tụ. Đấy, khi em tắt nhá, chẳng hạn như tắt máy nhá, có thấy không đó. Đấy, thì cho quạt nó dừng ngay, không, nó hãm lại phát bắt đầu nó phanh lại nhả ra, quạt dừng ngay. Còn nếu mà đấu tụ là phải hết thời gian quán tính của nó sẽ mới dừng lại cánh quạt được nhá. Đây là lưu ý, đây là biến tần. Đấy, rất là ok. Rồi, xin chào các bác nhé. Thì quạt này em đã bán rồi, thì đây em quay lên để cho bác coi thôi về khi mà sử dụng biến tần nó sẽ hay hơn nhiều, cực kỳ hay hơn nhiều so với đấu tụ nhá, nên là các bác lưu ý đầu tư cái quạt rồi có thể đầu tư thêm cái biến tần. Thì em bán cho các bác thì cái tụ này em muốn cho các bác đi theo thôi, còn cái biến tần thì bác muốn mua thì alo cho em. Còn thì em bán cho bác thì là như vậy là đã ok rồi, cái xương sắt sậu của nó cực kỳ là chắc luôn, dày luôn nhá. Em nói bác xài biến tần này, cái motor con này nó cực kỳ khủng luôn, gấp 3 lần con motor kia. Đấy, tại vì bên trong là nó motor ba pha nó sẽ hiệu ứng, nói chung là thực sự là nó có cao hơn nhiều so với motor một pha nhé, nên là nó đắt tiền hơn rất là nhiều. Motor công nghiệp bác biết rồi, motor công nghiệp cực kỳ là đắt tiền. Thôi, xin chào các bác nhé, cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video.